máy bay AirAsia đã được tìm thấy trên vùng biển Java, nhưng không phải trong tình trạng mà người ta hy vọng. Lực lượng cứu hộ quốc tế do Indonesia dẫn đầu trong ngày tìm kiếm thứ ba này đã vớt được nhiều mảnh vỡ và thi thể. Hy vọng về một phép màu đã bị dập tắt. Trong cuộc họp báo buổi sáng, lãnh đạo hãng AirAsia cho biết sẽ dành riêng một chuyến bay cho người thân hành khách QZ8501 và báo giới đến hiện trường tìm kiếm trong ngày mai. Chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ. Chúng ta vẫn còn hy vọng vào quá trình tìm kiếm. Vì vậy AirAsia sẽ cung cấp một chiếc máy bay vào ngày mai cho các thân nhân hành khách mất tích cũng như báo chí. Nó sẽ xuất phát từ Surabaya đến khu vực đang tìm kiếm cứu nạn máy bay. Thế nhưng ngay sau cuộc họp báo này, những thông tin về việc tìm thấy các thi thể đã ập đến bóp nghẹt trái tim mọi người. Truyền hình Indonesia hôm nay đã phát đi những hình ảnh thi thể trôi trên mặt biển tại khu vực máy bay QZ8501 mất tích. Hàng chục thi thể đã được vớt lên tàu. Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cả những mảnh vỡ màu đỏ và màu trắng, trùng với màu sắc của các máy bay hãng AirAsia. Theo cơ quan tìm kiếm cứu nạn máy bay cho biết, xác suất các mảnh vỡ này thuộc về máy bay QZ8501 lên tới 95%. Tờ Jakarta Post đã có bài viết trích dẫn thông tin nhận được từ một phi công lái máy bay tìm kiếm QZ8501 hôm nay. Trung úy Chi Wibowo cho biết, vào lúc 11 giờ trưa nay theo giờ địa phương, đội của ông đã nhìn thấy hàng chục thi thể nổi trên mặt nước với các túi thở và các mảnh vỡ. Chúng tôi nghĩ rằng các hành khách vẫn còn sống và vẫy tay gọi sự giúp đỡ, thế nhưng khi đến gần hơn, chúng tôi thấy họ đã chết. Trước sự mất mát quá lớn này, giám đốc điều hành của hãng AirAsia đã viết trên trang cá nhân của mình: "Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tiếc nuối của tôi." Hiện các công tác tìm kiếm vẫn đang được gấp rút triển khai. Có khoảng 30 chiếc tàu và 21 máy bay từ các nước Indonesia, Australia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Mỹ đã cùng vào cuộc tìm kiếm trong khu vực rộng 10.000 hải lý tại biển Java. Nhà chức trách Indonesia cho biết biển chỉ sâu từ 50 đến 100 mét. Điều này sẽ là một yếu tố có lợi cho cuộc tìm kiếm. Nỗi đau bao trùm lên những gia đình, bạn bè các nạn nhân xấu số trên chuyến bay QZ8501. Mọi hy vọng thấp thỏm về một kỳ tích xảy ra với chiếc máy bay đã bị dập tắt hoàn toàn trước thông tin chiếc máy bay đã rơi xuống biển. Tập trung tại Surabaya suốt 2 ngày qua, mọi cầu nguyện và hy vọng của những thân nhân hành khách xấu số trên chuyến bay QZ8501 đã bị dập tắt. Tất cả còn lại là nỗi đau vỡ òa. Đầu đầu cũng là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng. Nhiều người đã quá sốc, sự đau đớn đã vượt qua sức chịu đựng khi nhìn thấy những hình ảnh thi thể hành khách trôi trên biển được phát sóng trên truyền hình. Chiếc máy bay mất tích đã được xác định rơi trên biển, vậy là sẽ có hàng trăm hành khách vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau khôn nguôi không gì bù đắp được cho hàng trăm gia đình. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008 đến nay và vụ việc máy bay của hãng này gặp nạn hôm 28 tháng 12 đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng tại Việt Nam. Dù vậy, tình trạng hoãn hủy chuyến được phóng viên thời sự ghi nhận là chưa có đột biến lớn. Là người hay đi du lịch các nước châu Á, anh Nguyễn Trung Kiên thường sử dụng dịch vụ của hãng hàng không AirAsia. Sự cố máy bay của hãng ngày 28 tháng 12 vừa qua, anh Kiên cũng không tránh khỏi tâm lý lo lắng, nhưng khẳng định sẽ giữ nguyên các chuyến bay đã đặt trong thời gian tới. Trong năm 2014 vừa rồi thì tôi có 2 chuyến bay nước ngoài và có sử dụng AirAsia đợt tháng 6 và đợt tháng 11 vừa rồi tôi cũng mới bay AirAsia của trọng bay Bangkok. Trong năm 2015 thì tôi có một kế hoạch bay của AirAsia vào tháng 4 và bay đi chính điểm Indonesia. Mặc dù là cái thông tin vừa rồi về cái vụ máy bay của AirAsia cũng có tác động ít nhiều, tuy nhiên là cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch bay của tôi và tôi vẫn sẽ giữ chuyến bay và không hủy chuyến. Đại diện một phòng vé máy bay tại Hà Nội cũng cho biết, tình trạng hủy vé, hoàn vé máy bay của hãng AirAsia hay thay đổi sang hãng khác được ghi nhận tại đơn vị này không có biến động. Bên phòng vé của tôi thì cái lượng khách hàng mà đặt vé AirAsia đi chứa đi các nước Đông Nam Á nó chiếm khoảng 20%. Từ sau cái vụ AirAsia thì cái tâm lý khách hàng rõ ràng có bị ảnh hưởng. Có những khách hàng đã từng đặt vé của AirAsia rồi, trước khi mà có cái vụ máy bay mất ra đó thì họ cũng không đến nỗi là họ hủy vé.
hoàn vé hay là họ thay đổi muốn sang một cái hãng máy bay khác? Số lượng vé AirAsia mình bán ra mỗi ngày khoảng vài trăm vé, mà mình thấy sau vụ AirAsia vừa qua, tuy có ảnh hưởng đến tâm lý chung của người tiêu dùng nhưng không phải là số lượng nhiều. Cụ thể, ví dụ như 100 khách hàng, 100 vé mình bán ra thì chỉ có 1 đến 2 khách hàng có tâm trạng lo lắng. Khi khách hàng được nhân viên của đại lý hướng dẫn và tư vấn thì họ có thể là an tâm hơn với chuyến bay của mình. Dù vậy, đại diện phòng vé của hãng hàng không AirAsia tại Hà Nội cũng phải khẳng định, sau sự cố máy bay của hãng AirAsia ngày 28 tháng 12 vừa qua, lượng khách hàng đặt vé của hãng bị sụt giảm tới 50% trong 2 ngày gần đây.